chất lượng nó không đảm bảo. Đường nó đây, các ông ra xem này. Hôm nọ đã có một cái video trên người ta phát trên mạng, đường nó lướt bành bành. Cái này thì có thể nhìn rõ trực tiếp rồi. Cái trường hợp đường lên đây xảy ra mau như tai nạn là cái đường điện của cái bác có biết về cái cột điện mà trồng giữa đường mà bây giờ đang có người chợ đang xung quanh đấy không? Cái cột điện mà xung quanh đấy người chợ là người dân đang làm chợ ở đấy. Ở đấy mấy vụ tai nạn đầm cột điện rồi. Dạ vâng. Thế hiện nay cái cột điện đây các vị ra vào thấy ngay cái cột điện nó nằm giữa đường. Dạ vâng. Cái nhà nó cũng nằm giữa đường. Trong quy hoạch cột điện đấy là không có tại điện đường đấy đúng không? Không có đây cái này lẽ ra họ làm đường họ bị giải tỏa cột điện trước xong họ mới làm điện, mình cứ để thế thôi, để đổ đất nâng lên và lên thấp nó dân, tức là họ không giải tỏa di rời điện đúng không? Thế còn cái nhà to tướng này giữa ngã ba đấy rồi còn lù lù hiện nay là còn có đường nào thông không anh? Chả có đường nào thông cả đến nghĩ gì, đại diện cho đoàn công tác là hứa là bao bao nhiêu thời gian bao nhiêu thì tháng 7 2016 tôi nói ngay cản trở giao thông rất nhiều đúng không? Nằm giữa đường, 15 là 17 rồi. Nhà cũng nằm giữa đường, cột điện nằm giữa đường, tai nạn đúng không? Tháng 3 đấy. Có một vụ chết người đấy, một vụ tai nạn ở ngã ba bến xe buýt đã xảy ra một vụ tai nạn chết người.